Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của Lekker News. Bản tin hôm nay của chúng tôi với những nội dung đáng chú ý sau đây. Con trai vô tình vặn trúng tay ga khiến xe lao về phía trước. Người cha đã có màn xử lý cực nhanh khiến con thoát nạn. Sự việc được ghi lại vào ngày 6 tháng 10 tại Hợp phì tỉnh An Huy, Trung Quốc. Trong clip, người đàn ông và cậu con trai nhỏ đang ngồi trên chiếc xe tay ga dừng trên vỉa hè. Khi người cha đang nói chuyện với một người phụ nữ, cậu bé đã vô tình vặn vào tay ga, khiến chiếc xe máy lao về phía trước, đổ xuống đường. Nhờ phản ứng cực nhanh, người đàn ông đã lập tức túm lấy áo cậu con trai và ngăn cậu bé ngã xuống đất. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. May mắn là cả hai cha con đều không bị thương. Đoạn clip ghi lại vụ việc sau khi đăng tải đã thu hút rất nhiều ý kiến bình luận. Đi xe mà có chở theo con nhỏ khi dừng xe nhớ tắt máy đã. Khi gặp nạn thứ đầu tiên anh ấy bám chặt nhất chính là đứa con. Biết là anh đang cố để con không bị gì nhưng cách anh giải cứu nhìn mà sót dùm luôn. Xách lên thế thì thà anh để bé ngã tại chỗ sẽ bớt đau hơn. Người hùng bật tường cứu 6 người trong ngôi nhà cháy ở Hà Nội. Đêm ngày 12 tháng 10, ngôi nhà 4 tầng rộng 30 m2 ở đường Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra cháy lớn. Thời điểm ấy có một người hùng không quản nguy hiểm lao vào đám cháy, giải cứu được 6 người thoát ra an toàn. Đó là ông Trần Tương Lai, 58 tuổi sống gần ngôi nhà cháy. Có mặt trong đám đông trước ngôi nhà cháy, ông Trần Tương Lai gương mặt hơi mệt mỏi sau một đêm vật lộn cứu người. Ông Lai cho biết khoảng 23 giờ ngày 12 tháng 10 khi ông chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe tiếng tri hô có cháy tại nhà hàng xóm. Lập tức ông Lai chạy ra thì phát hiện ngôi nhà số 652 đang bốc cháy từ khu vực tầng 1. Lúc đó tôi và mọi người hô hoáng nhưng không thấy ai trong nhà mở cửa. Do tầng 1 đóng kín bằng cửa cuốn nên tôi đã bật tường ở cổng. Trèo lên cánh cửa sát rồi đu lên khu vực tầng 2 của ngôi nhà sát nhà 652. Sau đó tôi men theo lan can trèo sang ban công nhà 652 đập cửa hô hoán những người bên trong, đồng thời hỗ trợ những người sống tại hai căn nhà liền kề đó thoát ra ngoài. Ông Lai kể, sau khi gọi được những người trong nhà chạy ra, ông Lai đưa họ ra ban công tầng 2 nhà bên cạnh rồi thả họ xuống từ từ xuống đất. Sau khi nỗ lực giải cứu nhiều người mắc kẹt trong đám cháy, ông Lai bị thương nhẹ ở bàn tay. Những người được giải cứu đều an toàn. Nói về hành động của mình, người đàn ông gần 60 tuổi cho biết khi đó ông chỉ nghĩ tới việc cứu người. Ông Lai cho biết đã là hàng xóm láng giềng, ai gặp trong hoàn cảnh như vậy ông cũng đều cứu giúp. Người dân Quảng Ninh bắt được cá sông Hoàng đế khủng Một con cá sông vang hay còn gọi là cá sông Hoàng đế nặng gần 60kg được người dân bắt được vào hôm 12 tháng 10 trên vùng biển Móng Cái, Quảng Ninh. Theo người dân phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, con cá do một nhóm người dân đánh lưới bắt được rồi mang vào mũi ngọc bán. Con cá được xác định là cá sông vang, là cá nổi tiếng ở vùng biển Quảng Ninh. Cá sông vang có thịt trắng, ngon và có mùi thơm đặc biệt, nhất là cá có khối lượng trên 15 kg. Trước đây ngoài khơi vân đồn, ở những ngư trường lớn như Bạch Long Vĩ, Cô Tô, hoặc xa hơn, người dân vẫn đánh bắt được những loài cá này, nhưng giờ rất hiếm, chủ yếu chỉ thấy ở những kè nuôi sông vang chuyên biệt. Người dân cho biết con cá có trọng lượng gần 60 kg, giá bán tại bè khoảng 600 000 một kg, ngót 36 triệu đồng. Tòa có thể tuyên bà Nguyễn Phương Hằng được bồi thường bao nhiêu Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện việc lấy lời khai bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng chồng bà Hằng vì hai người cho rằng bà Đặng Thị Hàn Ni sinh năm 1977 và ông Trần Văn Sĩ sinh năm 1957 đã xúc phạm đến cá nhân, công ty Đại Nam và quỹ từ thiện hàng Hữu. Ngoài ra vợ chồng bà Hằng yêu cầu bà Hàn Ni và ông Sĩ bồi thường thiệt hại từ 300 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng Tuy nhiên, vợ chồng bà Hằng chưa gửi tài liệu chứng minh thiệt hại. Nhiều người băn khoăn trong trường hợp bà Hằng ông Dũng không đưa ra được hồ sơ bằng chứng chứng minh thiệt hại. Vậy luật quy định sẽ bồi thường tối đa bao nhiêu? Theo quy định, mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Lúc bà Hằng và ông Dũng bị xúc phạm thì mức lương cơ sở là 1 triệu 490 ngàn đồng. Do đó, trường hợp không thỏa thuận được thì bồi thường tổn thất về tinh thần không quá 14 triệu 900 ngàn đồng. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng, thì khi xét xử, tòa án sẽ tính đến phương án có lợi cho bị hại, nghĩa là bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, nếu được bồi thường thiệt hại cao nhất cũng chỉ 18 triệu đồng. Kết luận điều tra thể hiện, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, ông Sĩ và bà Hà Ni sử dụng mạng xã hội để đăng clip về vợ chồng bà Hằng, công ty Đại Nam và quỹ từ thiện hàng hữu. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ngày 12 tháng 10 cho biết, một nhóm gồm 15 tu nghiệp sinh nông nghiệp Việt Nam đang học tập ở khu vực gần với giải Gaza đã được di chuyển tạm thời đến nơi an toàn hơn. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Tel Aviv, Hiện có khoảng 100 tu nghiệp sinh Việt Nam đang học tập tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế về Nông nghiệp của Israel mang tên là Agro Studies. 15 người nói trên đang sinh sống ở gần thị trấn Suredos, khu vực có nhiều rủi ro do xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Số còn lại đều đang sinh sống, học tập và làm việc tại các địa phương khác trên khắp Israel. Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt, các tù nghiệp sinh đã được chia thành các nhóm nhỏ di chuyển đến thành phố Malachi, cách giải Gaza khoảng 40 km để đảm bảo an toàn trong những ngày tới. Đại sứ quán đã rà soát tình hình cộng đồng, tu nghiệp, sinh, học sinh, sinh viên tại tất cả các địa phương ở Israel. Với nhóm tu nghiệp sinh ở gần giải Gaza có rủi ro cao, đại sứ quán đã liên lạc và đề nghị trung tâm Agros Studies di chuyển các em đến địa điểm an toàn hơn. Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung cho biết, Hiện tại đang có khoảng 180 học sinh sinh viên Việt Nam sang học tập theo chương trình tu nghiệp sinh nông nghiệp ở các trung tâm của Israel. Con số này ít hơn rất nhiều so với các năm trước. Ước tính cộng đồng người Việt tại Israel bao gồm khoảng 500 người sinh sống và làm việc tại hầu hết các thành phố lớn ở quốc gia Trung Đông này. Hà Nội, nhân viên trực ban chạy tàu dính đồng độ cồn Sáng ngày 13 tháng 10, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ để xử phạt một nhân viên đường sắt vi phạm nồng độ cồn khi đang làm nhiệm vụ tại ga Phú Diễn, Hà Nội. Cụ thể, hồi 22 giờ 28 phút ngày 5 tháng 10, tại ga Phú Diễn, thuộc km 15 050 tuyến đường sắt Bắc Hồng Văn Điển, tổ công tác của đội kiểm tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường sắt số 1, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, cục cảnh sát giao thông kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn với nhân viên đường sắt. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện ông Nguyễn Đại Học sinh năm 1973 là nhân viên trực ban chạy tàu ga vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,290mg trên lít khí thở. Với mức vi phạm trên, ông Học bị tổ cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt với số tiền 5 triệu đồng. Ngoài việc phải nộp phạt hành chính, Cục Cảnh sát Giao thông có thông báo gửi tới Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để có hình thức xem xét kỷ luật khác. Cũng theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, việc nhân viên đường sắt sử dụng rượu bia trong khi làm việc là rất nguy hiểm, xuất phát từ tâm lý chủ quan của người thực thi công vụ. Quá trình làm việc không phải 24 trên 24 có tàu chạy mà chỉ có giờ tàu chạy thôi nên có tính chủ quan. Nồng độ cồn có thể ảnh hưởng đến khả năng phản xạ và thực thi công vụ của nhân viên đường sắt, vị đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết. Mưa lớn trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở hư hỏng, tỉnh này đang lên phương án di tản người dân để đề phòng sạt lở ở khu vực đồi núi. Theo đó, mưa lớn kéo dài đã gây ngập tại nhiều tuyến đường ở xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã gây sạt lở ở tỉnh lộ 551, đoạn qua xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, khiến người và phương tiện không thể lưu thông. Ông Võ Tiến Sử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh cho biết, trong những ngày gần đây trên địa bàn huyện Kỳ Anh nói chung và xã Kỳ Phong nói riêng có mưa lớn, tại xã Kỳ Sơn, ông Nguyễn Anh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thông Tin, mưa lớn trong những ngày vừa qua cũng khiến tuyến đường huyền lộ nối xã Kỳ Sơn đi xã Kỳ Thượng bị sói sạt lở nhiều vị trí. Ngoài ra trên địa bàn có nhiều vị trí ngầm tràn bị ngập sâu. Tại huyện Hương Khê, khu vực đồi phía sau căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tâm ở thôn 8 xã Hương Thủy có dấu hiệu sạt lở khi đất đá bị sụt trượt một số cây cối đổ và nước chảy theo vết nứt từ trên đồi xuống thậm chí bùn đất đã tràn vào nhà bà tâm trước nguy cơ xảy ra sạt lở chính quyền xã hương thủy đã sơ tán hộ này tới nơi an toàn cũng theo lãnh đạo xã hương thủy trên địa bàn xã còn có một số khu vực tuyến đường nguy cơ sạt lở ảnh hưởng tới các hộ dân xã cùng với cán bộ thôn đang giả soát nắm bắt từng khu vực từng hộ dân cụ thể Ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài khí tượng Thủy Văn Hà Tĩnh cho hay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông trên cao, nên từ nay tới ngày 15 tháng 10, Hà Tĩnh xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Triệt xóa ban nhóm chuyên dụ dỗ người dân phê ma túy rồi lừa bán qua Campuchia Ngày 13 tháng 10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phát hiện triệt xóa thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng có dấu hiệu tội phạm mua bán người trên địa bàn. Cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Như Ý sinh năm 1997, quê An Giang, có một tiền án, Lương Xuân Đại sinh năm 1976, quê tỉnh Yên Bái, năm tiền án và Nguyễn Quốc Vũ sinh năm 1996, quê An Giang, một tiền án. Trước đó qua công tác nắm địa bàn, các đơn vị phát hiện ý cùng đồng bọn có hành vi mua bán người. Với thủ đoạn là tìm người có nhu cầu tìm việc làm tại Campuchia, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn lôi kéo nạn nhân như sử dụng ma túy, dụ dỗ công việc nhẹ với mức lương cao. Khi các nạn nhân đã sập bẫy, ý tổ chức đưa người đến cửa khẩu biên giới để bán vào các công ty hoạt động lừa đảo với giá từ 20 đến 30 triệu đồng trên một người. Trường hợp các nạn nhân thay đổi ý định, không đi thì nhóm của ý sẽ bắt giữ, giam giữ nạn nhân, cắt cử người canh gác nếu chống cự sẽ bị trói, đánh đập chờ đến ngày đưa qua Campuchia bán. Ngoài ra, để có tiền xài và sử dụng ma túy, Nguyễn Như Ý cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một và thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác. Sợ phụ nữ, người đàn ông nhốt mình trong nhà suốt 55 năm Ông Kalisse Jamwita, 71 tuổi, đến từ Rwanda, một quốc gia ở Đông Phi, Ông đã tự nhốt mình trong nhà từ khi mới 16 tuổi để tránh tiếp xúc với phụ nữ. Ông còn xây một hàng rào cao 4,5m xung quanh nhà để phụ nữ không thể vào được. Ông giải thích: "Lý do tôi nhốt mình trong nhà và dựng hàng rào là vì tôi muốn đảm bảo rằng phụ nữ sẽ không đến gần tôi hơn. Những người khác giới khiến tôi cảm thấy thực sự sợ hãi." Một phụ nữ hàng xóm giấu tên cho biết, cô hiếm khi thấy ông rời khỏi nhà kể từ khi còn nhỏ, nhưng bất chấp nỗi kinh hoàng của ông, những người phụ nữ hàng xóm vẫn giúp ông sống sót. Cô giải thích, mặc dù ông sợ phụ nữ nhưng chúng tôi lại là người giúp ông có thức ăn và một số nhu yếu phẩm cần thiết để ông sống sót qua nhiều năm. Thật khó hiểu khi chúng tôi cố gắng giúp đỡ nhưng ông ấy lại không muốn chúng tôi đến gần hay nói chuyện với ông ấy. Thay vào đó, chúng tôi đưa đồ cho ông ấy bằng cách ném vào nhà, sau đó ông đến nhặt. Calisse không cho chúng tôi đến gần nhưng vẫn nhận những gì chúng tôi đưa từ xa. Hàng xóm cho biết, nếu bất cứ khi nào nhìn thấy một phụ nữ đến gần khu nhà mình Người đàn ông độc thân cứng rắn này sẽ chạy vào nhà và nhốt mình lại, người đàn ông mắc chứng bệnh tâm lý gọi là gynophobia, một chứng sợ phụ nữ phi lý, người bệnh có thể lên cơn hoảng loạn, tức ngực, đổ mồ hôi nhiều, nhịp tim nhanh, khó thở, hoặc có thể đau bụng và ngất xỉu khi ở gần phụ nữ hoặc nghĩ về phụ nữ. Bộ trưởng Công an, biến tướng chung cư mini gây mất an toàn cháy nổ rất cao. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa thay mặt chính phủ gửi Quốc hội báo cáo việc thực hiện nghị quyết 99 năm 2019 của Quốc hội về công tác phòng cháy chữa cháy năm 2023. Theo báo cáo của chính phủ, tổng số cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy gần 1,2 triệu cơ sở, trong đó hơn 88.000 cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ chỉ ra nguyên nhân, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng một số nơi còn tình trạng buông lỏng quản lý với hoạt động xây dựng, tình trạng xây dựng không phép, sai phép, trái phép xảy ra ở nhiều địa bàn, nhất là các thành phố lớn có mật độ xây dựng cao. Nhiều loại hình nhà ở riêng lẻ bị người dân tự ý chuyển đổi công năng thành nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ với mật độ người ở cao, kết hợp sản xuất kinh doanh. Theo Bộ trưởng Bộ Công an các loại hình biến tướng này chưa được pháp luật điều chỉnh cụ thể nên gây nhiều khó khăn cho cơ quan quản lý do không được xem xét cấp phép thiết kế các điều kiện an toàn trước khi đưa vào sử dụng gây mất nguy cơ mất an toàn cháy nổ rất cao nhiều công trình cố tình cho người dân vào ở khi chưa đảm bảo an toàn dẫn đến khó áp dụng các biện pháp xử lý cưỡng chế do ảnh hưởng đến an sinh xã hội của người dân với làn sóng đưa quy hoạch sân gôn ở nhiều tỉnh Chuyên gia dự báo Việt Nam có 400 đến 500 sân golf vào năm 2030, gấp 4 đến 5 lần hiện nay. Việt Nam có thể có 400 sân góp vào năm 2030. Hiện tại, Hòa Bình chỉ có 2 sân góp đang hoạt động và 3 sân khác đã được cấp chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, tỉnh này đã lên kế hoạch trở thành thủ phủ sân góp với việc bổ sung vào quy hoạch 16 dự án đến năm 2030 và 17 dự án đến năm 2050. Tương tự, Vĩnh Phúc dự kiến quy hoạch 40 dự án dịch vụ du lịch sân golf tập trung tại thành phố Phúc Yên và huyện Tâm Đảo đến năm 2030. Nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc khác cũng ồ ạt lên kế hoạch phát triển lĩnh vực này như Bắc Giang với 13 dự án, Quảng Ninh quy hoạch 22 sân golf, Thái Nguyên 13 sân golf. Tại cuộc tọa đàm về đầu tư sân golf mới đây, ông Ngô Công Thành, nguyên vũ phó quy hoạch Bộ kế hoạch và đầu tư cho rằng, bùng nổ quy hoạch sân golf do thủ tục đầu tư các dự án này đã đơn giản hơn, các địa phương được trao quyền quyết định nhiều hơn. Theo ông Thành, trước năm 2021, các dự án sân golf đều phải trình Bộ kế hoạch và đầu tư thẩm định để trình Thủ tướng xem xét cấp chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, từ khi có Nghị định 31 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh đã được quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Chuyên gia này nói các địa phương quy hoạch sân golf như hiện nay hầu như đã có nhà đầu tư đặt hàng chứ không phải bánh vẽ. Ông dự báo đến năm 2030, Việt Nam có thể có đến 4 đến 500 sân golf với việc quy hoạch phát triển của các địa phương như hiện tại. Hết năm nay, Việt Nam có khoảng gần 100 sân golf những thông tin vừa rồi đã kết lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.